Đoàn Vĩ Hương xin chào quý vị đang xem cái chương trình này. Quý vị thấy Hương đang cầm microphone nhưng không phải là giới thiệu ca sĩ để hát như mọi lần. Mà hôm nay Hương giới thiệu Linh Mục Nguyễn Văn Tịch. Cha Du Sang Nguyễn Văn Tịch còn có một cái tên gọi rất là thân thương là Cha Tịch Thai Nhi. Con xin chào cha. Xin chào Đoàn Vĩ Hương. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay cha lên đây, thường thì quý vị nghe một cái chương trình ca nhạc cũng rất là thích thú. Nhưng đối với Hương, cái câu chuyện ngày hôm nay của Cha Tịch Thai Nhi nó còn làm cho mình sẽ theo dõi và sẽ không... khi mà cha được kể đến đâu thì quý vị sẽ tưởng tượng ra một cái câu chuyện và những hình ảnh rất là thương tâm. Mà những hình ảnh đó với cái chủ đề là bảo vệ sự sống, mà khi nói tới vấn đề bảo vệ sự sống thì bây giờ quý vị biết đó. Cái sự sống của các thai nhi, của những người mẹ mà cơ nhỡ, những cái thai nhi đó phải nói là có thể là các em có một cái tương lai, có một cái cuộc sống như một con người, nhưng mà có thể là các em đã bị người ta cướp đi cái cuộc sống của các em. Thì hôm nay cha Tịch Thai Nhi, cha Nguyễn Văn Tịch sẽ cho quý vị biết là cái công việc của cha làm như thế nào, và có những cái trường hợp phải nói là thương tâm, cũng như là những người mà khi mà cha đưa về trung tâm của cha rồi thì cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Con xin chào cha và mời cha. Có những câu chuyện gì mà cha nghĩ là cha nên đưa đến cho mọi người biết thì cha sẽ trình bày cho chúng con được nghe. Vâng, thưa Đoàn Vĩ Hương và quý vị, chúng ta luôn tin tưởng thai nhi là những con người, sự sống con người toàn vẹn. Do đó là các em cần phải được tôn trọng. Cho dù các em không còn được cơ hội sống hay là vẫn được sống thì chúng ta vẫn phải tôn trọng. Tức là nếu không được cơ hội sống thì mình cần phải chôn cất, cầu nguyện, dâng kem lên Chúa đàng hoàng như là những con người bình thường. Còn nếu mà kem vẫn còn sự sống, đó là cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Cầu nguyện, cố gắng, chia sẻ để sự sống của các em được bảo vệ, được tôn trọng và có quyền chào đời. Vậy thì cha, con đây là một cái câu hỏi mà con nghĩ là nhiều người, cũng như là cái người mà đang lâm vào cái tình trạng đó, có bây giờ các em lỡ nhỡ đi có thai đi với cái tuổi mà đang còn quá trẻ, thì không có muốn cho gia đình biết, hoặc là sợ gia đình, hoặc là sợ bị tai tiếng, hay là các em nghĩ là các em không lấy cái người chồng đó, hay là bị cái người đó phụ tình bỏ bê, hay là cái tài chính không có để đẻ ra nuôi đứa con, nuôi con mình được, thế thì các em lại nghĩ đến vấn đề phá, đúng không? Mà khi các em nghĩ là bào thai mới có mấy tháng, các em có thể hủy bỏ. Nhưng mà riêng cha làm cái công việc này 11 năm rồi. Cha đã cứu được bao nhiêu thai nhi và chôn được bao nhiêu ngàn thai nhi rồi. Thì cha nghĩ những cái tiếng nói của các em, của các thai nhi đó, muốn cha nói cái điều gì với mọi người? Vâng. Trong 11 năm qua thì đã chôn cất được 57.000 thai nhi và cứu được cũng khoảng hơn 1.000 các em. Thì đối với tôi, luôn mong muốn các em được lên tiếng nói, nhưng các em không thể nói được. Cho nên chúng ta là người thay cho các em lên tiếng nói cho các em, để các em tiếng nói có quyền sống, quyền của con người. Chẳng hạn như khi tôi ra bệnh viện, tôi xin các thai nhi về, thì họ nói là thai nhi là rác thải y tế độc hại khi bị lấy ra, và họ phải xử lý theo quy trình sở y tế. Còn tôi nói thai nhi là con người, xin cho tôi xin, để tôi về tôi chôn cất, tôi an táng, tôi dâng lễ cầu nguyện cho các em. Thì họ nói thai nhi không phải là con người. Thì có một lần thai nhi, tôi nghĩ rằng Chúa về nói cho tôi biết để tiếng nói của thai nhi, khi em nó nói cho tôi biết rằng là con là không phải là rác thải, con không phải là cục thịt, con là con người. Con đã bị cha mẹ bố bỏ tan nát và cha mẹ không được phép quên con. Đấy là cái điều mà thai nhi đã từng nói. Vâng, thì như cha nói là gặp bao nhiêu ngàn thai nhi mà cha đã đem về chôn cất, thì con nghĩ là thai nhi mà khi bị mà mình tước đi cái cuộc sống của các thai nhi thì các em linh thiêng lắm. Các em chắc chắn là các em sẽ về và nói lại, mình tin cái điều đó. Thì cái hình ảnh của quý vị vừa mới thấy đó là cha cái thai nhi, những thai nhi như vậy là bao nhiêu tháng rồi cha nhỉ? Dạ khoảng 7 tháng. 7 tháng rồi mà người ta vẫn bỏ. Dạ. Wow, quý vị nghe, quý vị nghĩ như thế nào? Cho nên là nếu mà con cái mình nó
có lỡ mà như vậy thì mình là cái người bố mẹ thì con nghĩ mình là nên động viên các em và là cái người thúc giục các em, cũng như là mình đứng ra mình bảo vệ, đứng ra làm cho con mình sợ. Giống như cha vậy, cha đã kể cái câu chuyện mà cách đây mấy năm Hương cũng từng nói chuyện với cha trên đài. Thì cha nói là cha đến, cha đổi áo mưa, những ngày mưa cha đổi áo mưa đến những cái bệnh viện và những nơi mà trung tâm phá thai. Thì cha canh, nếu mà các ba mẹ đi vào, biết là người mẹ đó sẽ đi vào phá thai thì cha lại cho thuyết phục. Thì có nghĩa là Chúa cũng cho cha cái khả năng để cha thuyết phục thì các ba mẹ đó là đổi ý kiến, không có bỏ con mình nữa. Mà về cái cơ sở tạm lánh của cha, rồi sanh con ra, có những người mẹ là sau khi sanh ra cái thương quá lại nuôi chứ không có để cho cha nuôi nữa, phải không cha? Vâng. Thưa người phụ nữ nào cũng có tình mẹ và mình chỉ khơi lên cái bản năng của người mẹ thì kích thích lên cái điều đó, người mẹ sẽ giữ lại con của mình và cho con của mình sinh ra và tiếp tục nuôi con của mình. Rất là nhiều trường hợp những người phụ nữ đã thay đổi từ việc là bỏ đi một cái bào thai đến việc giữ lại một cái đứa con của mình, rồi sinh ra. Sau khi sinh ra xong, từ cái việc mà muốn để con ở lại hoặc cho con cho người khác lại thay đổi khi thấy đứa con của mình nó kháu khỉnh, nó dễ thương, nó bé bỏng, lại tiếp tục để nuôi nấng nó, nuôi dưỡng nó. Thì như cha nói là có khoảng 1.000 trường hợp mà cha đã ngăn cản và người bạn đó đã đẻ ra đứa con. Thì nếu mà cha không ngăn cản thì họ, cái những 1.000 em đó là bây giờ đã là chôn dưới đất rồi, lòng đất rồi. Nhưng mà khi mà được cứu đó, đã được cha, con dùng chữ là cha cứu sống các em đó. Thì cha nuôi nấng thì các em trở thành những người, có em nào là không bình thường, có nghĩa là bị tật nguyền, hay là các em sống một cách lớn lên như những đứa trẻ khác, phát triển bình thường cha? Dạ, trong hơn 1.000 em đó thì có một em, khi em đó bị phá thai trong khoảng tháng thứ 8, nhưng mà không chết. Cứu lại được em đó, đưa em đó về bệnh viện và chăm sóc. Thì em đó ngày nay thì đang bị chân hơi bị tật một chút. Thì đó là tình trạng đó thôi. Còn các em khác đều mạnh khỏe, mạnh như khỏe quý vị hết. Ta thấy đó. Mình thấy hình ảnh của các em, mình thấy hình ảnh của các em là các em cũng quay cuồng bên cha và các em là, gọi là lành lặn đó, lớn lên một cách rất là tốt đẹp. Và có nghĩ là có thể là ồ, cha lại có những thường cha hay có những cha, các cha đến thăm trung tâm cha nhỉ? Và các em, khi mình thấy hình ảnh của các em nó khấu khỉnh, nó dễ thương vậy thì đành lòng nào mà lại đi bỏ cha nhỉ? Wow, giống sinh đôi quá. Thì con muốn hỏi là khi mà các em lớn lên đó mà người mẹ không nuôi đứa con đó để lại cho các cha nuôi, cho cha nuôi, thì nếu mà có một người nào họ muốn nhận làm con nuôi thì có được không cha? Dạ vâng, luôn luôn mong muốn là một đứa bé nó có người mẹ, có mái gia đình. Nếu như là người mẹ không thể nuôi được thì có những người hiếm muộn, gia đình hiếm muộn, họ sẵn sàng đón nhận những đứa con này để làm con nuôi của họ như là một đứa con ruột. Còn nếu mà Hương nghĩ là nếu quý vị đang ở hải ngoại đó, mà quý vị cũng thương con nít, quý vị cũng cần nuôi mấy đứa bé đó, thì không cần là mình đem về mình nuôi. Mình có thể mình gửi tiền hàng tháng mình nuôi, rồi mình nhìn cái đứa bé đó nó lớn lên, rồi cha gửi hình ảnh qua. Như bây giờ này mình có thể mình FaceTime, Facebook, hoặc lâu lâu mình về mình thăm, thì cũng có rất nhiều người làm cái điều đó rồi, phải không cha? Dạ, cũng có một vài trường hợp làm điều đó rồi. Một vài trường hợp là mình vẫn nuôi cái đứa bé nó lớn lên, rồi nhưng mà mình không có đem qua hải ngoại được, phải không? Dạ. Và mình vẫn nuôi, thì đó nó cũng là con nuôi của mình. Hương thấy cái đó cũng là cái điều rất là tốt. Nếu quý vị nào mà coi cái talk show này, quý vị muốn nhận các em để nuôi, hoặc là quý vị bằng cách như thế nào muốn giúp đỡ, quý vị đang thấy ở trên TV cái talk show này, quý vị thấy cái banner chữ khát vọng sống rất là ý nghĩa và đúng với cái chương trình mà cha đang làm. Các em nó mong muốn, khát khao được sống, thì tại sao lại giết bỏ các em khi các em không có tiếng nói? Các em muốn sống mà tại sao mẹ lại đi giết con? Tại sao mẹ lại bỏ con đi? Thì cái khát vọng sống có ý nghĩa là như thế. Thì quý vị muốn donate hay là giúp cho cha, để cha có cái điều kiện, cha có khả năng nuôi nấng các em, cũng như là ngăn chặn các ba mẹ phá thai, thì quý vị cứ gọi số điện thoại cũng như là có địa chỉ đó quý vị ghi xuống nhé. Và cái điều đặc biệt, năm này cha qua, 2 năm mà dịch thì cha không có qua đây. Yeah. Thì con biết khi cha không qua thì cái sự đóng góp nó cũng hạn hẹp.
thì cái khả năng tài chánh làm sao cha có thể nuôi được bao nhiêu trẻ em, rồi các bà mẹ, rồi nào là đi nhặt bao nhiêu thai nhi để mà chôn. À, cha nói là một tháng trung bình là từ 500 đến 700 cái thai nhi phải chôn. Thì cái đó cũng tốn kém lắm. Thì bây giờ sau 2 năm dịch rồi, cha qua đây được rồi, thì ngày 28 tháng 8, quý vị nhớ, ngày 28 tháng 8, tại nhà hàng Golden Sea, nằm ở trên đường, quý vị thấy cái địa chỉ, không nhớ nhà hàng nằm đâu, nhưng quý vị thấy cái poster và cái số điện thoại hồi nãy, thì quý vị có thể liên lạc để tham dự cái buổi tiệc hôm nay. Trong buổi tiệc thì sẽ có hai ca sĩ rất hay, đó là cái cặp mà hát nhạc rất là mùi mẫn là Châu Ngọc Hà và Ngọc Ngữ. Đó, hai ca sĩ này thì bây giờ nhiều người mến lắm, cũng như Thiên Tôn, có em Hugo cũng đang nổi lắm, rồi Thúy An và Nguyên Tú. Thì ngày hôm đó chắc chắn cha có mặt để cho mọi người đến gặp cha, cũng như là để cho cha, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, quý vị đang có cái thắc mắc gì về những cái vấn đề sự sống còn của thai nhi, hoặc là quý vị đã từng là người lúc còn trẻ mình đã lỡ lầm, mình là cũng một trong những người mà phá cái bào thai rồi, thì quý vị cũng có thể đến gặp cha. Trong những năm trước, Hương biết được có một vài trường hợp lúc còn trẻ phá xong bây giờ hối hận và rất là đau khổ khi nghĩ lại cái điều mà mình làm điều đó với con của mình, thì cũng đến gặp cha để chia sẻ. Thì quý vị, khi mà gặp cha là cái người mà đã chôn cả bao nhiêu ngàn thai nhi, quý vị nói chuyện thì cái lòng của quý vị sẽ nhẹ nhõm hơn. Mình sẽ làm một cái điều gì đó đi. Thân mời quý vị tới ngày hôm đó. Hương mong rằng sẽ gặp hết tất cả mọi người, và con xin cha nói những điều gì mà cha cần nói với mọi người cho cái lần cha qua lần này. Vâng. Thưa quý vị, 2 năm vừa rồi là một thời gian rất là dài đối với tôi cho công việc bảo vệ sự sống. Ngay cả cái việc mà đưa các bà bầu đi sanh, đó là cả một cái vấn đề. Nhưng đây là cái sứ mệnh mà tôi nghĩ tôi được thực hiện. Cái sứ mệnh này là ân ban của bên trên dành cho tôi. Nhưng mà để thực hiện sứ mệnh này, quý vị cũng biết cần phải có thực tế. Và hôm nay tôi đến đây để cũng nói lên lời cảm ơn của tất cả quý vị đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Và thời gian tới này cũng là một thời gian đã hụt hẫng mất 2 năm. Thì tôi cũng cần cái sự đồng hành của quý vị rất là nhiều. Để cảm ơn quý vị, cảm ơn chương trình Khát Vọng Sống, đặc biệt là cha Du Xe Trần Cao Thượng, người là linh hướng, người cũng đã từng về tại chỗ của khách vợ mái tạm lánh Mai Tiến để kính viếng và thăm viếng cái nơi này. Người biết mọi chuyện, cho nên là người cũng muốn tổ chức cái chương trình này để tiếp tục chung tay góp sức cho cái bảo vệ sự sống. Thì nếu quý vị nào mà coi cái chương trình này, quý vị cũng có thể vào YouTube hay vào Facebook của cha Nguyễn Văn Tịch, để quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh đó và chia sẻ cho tất cả mọi người. Hương biết là cái tấm lòng vàng của quý vị rất là bên ngoài nhiều lắm. Quý vị rộng lòng, mặc dù là trong 2 năm đại dịch ai cũng khó khăn, nhưng mà những tấm lòng vàng ở đây nhiều lắm cha. Cho nên khi mà coi được cái talk show mà quý vị muốn giúp cho cha, quý vị có thể vào Facebook của cha để nhìn rất là nhiều những hình ảnh rất là cảm động. Mà khi mình coi mình không cầm lòng được, mà quý vị nhìn thấy thì quý vị chắc chắn quý vị sẽ góp một bàn tay với cha. Và cái ngày 28 tháng 8 quan trọng lắm. Cái ngày đó là cái ngày để cái kết quả và cái số tiền đóng góp ngày hôm đó, để biết được là chúng ta có đồng hành với cha để bảo vệ sự sống cho các em hay không. Đó, thì sẽ có mặt cha Tịch nè, có mặt cha Thượng là giáo sư Thánh Linh thì mọi người biết. Hương mong rằng tất cả mọi người đến hôm đó, ngày hôm đó là vui lắm, một ngày vui, nhưng mà cũng một ngày chúng ta đến để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn mà cha đang cần để mà tiếp tục cho vấn đề bảo vệ sự sống. Vâng, xin cảm ơn Đoàn Hương, xin cảm ơn quý đài và xin cảm ơn tất cả quý vị, rất mong gặp được quý vị, và xin chúc cho tất cả chúng ta và công việc bảo vệ sự sống của chúng ta.